Chiều ngày 1 tháng 6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ cho dự án thành phần 3 của cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây cũng là khoản cấp tín dụng trung dài hạn bằng ngoại tệ cho khách hàng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của ngành ngân hàng Việt Nam. Sự kiện do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank là đầu mối thu xếp vốn, cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, ACV tổ chức. Theo đó, các ngân hàng sẽ cấp tín dụng 1,8 tỷ đô la Mỹ cho dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do ACV là chủ đầu tư. Khoản vốn này tương ứng khoảng 45% tổng mức đầu tư của dự án. Trong đó, Vietcombank tài trợ 1 tỷ đô la Mỹ, Vietinbank tài trợ 450 triệu đô la Mỹ, BIDV tài trợ 350 triệu đô la Mỹ. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải, là công trình cấp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng như với sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam và kinh tế xã hội đất nước ta trong những năm tới. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thi công và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh của sân bay Long Thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025.